Bây giờ chúng ta sẽ sang bên này. Bây giờ chúng ta sẽ nói nhiều hơn đến gia đình của Duy Mạnh. Ở đây thì Minh Hải thấy rất là như thế. Ở đây có một cái ảnh của đại gia đình của Duy Mạnh dành cho Duy. Có một nụ cười không lẫn vào đâu được. Vẫn là bố, vẫn là anh, vẫn là chị, vẫn là bạn gái. Một tấm ảnh rất là đủ. Không biết người mẹ lúc đấy cảm thấy như thế nào mà cười có vẻ không tươi lắm. Thực sự là rất quý tin tưởng của tôi là rất chi là sướng. Không có gì tả nổi là kiểu sung sướng nào đến mức cả một vụ như là cả một mùa con bóng đá như này, con nào bóng mà được lân cúp lên thì có cái gì miêu tả được hơn đấy. Rất bởi vì một điều rất là đơn giản là để được có được cái thành công như này, bạn đã phải đánh đổi bằng rất nhiều thứ, mồ hôi, công sức, nước mắt, tập luyện, trời mưa, trời nắng, rồi thậm chí là phải đổ cả máu của mình ra. Thành ra là có thể là người mẹ ở trong cái cô đình này không cười nhưng mà chắc là niềm vui nó ở trong lòng. Vâng, cả người. Nhưng cô rất là thích cái cách bày trí này. Đây là một tấm ảnh biểu tượng cho sự thành công nhưng nó vẫn đặt sau một trong những cái câu thơ mà thấy hay nhất: mẹ cha tích của bằng non, không bằng tích phúc cháu con được nhờ. Của cải mà nó có bằng núi đi chăng nữa thì cũng không bằng tích lấy cái chữ phúc để cho cháu con nó được nhờ. Và đấy là một cái thông điệp tôi cảm nhận ra một cái triết lý của một gia đình, và thực sự là nó rất là sâu sắc. Mặc dù là chúng ta đang nhìn thấy những cái nó cũng không phải là hoành tráng lắm, nhưng mà tôi nghĩ là đây sẽ là cái mà nó sẽ đi theo Mạnh suốt cả đời. Và Mạnh thì cũng đã có những cái sự chia sẻ với chúng tôi về cái vai trò của giáo dục gia đình với thành công trong sự nghiệp cũng như là phát triển nhân cách của Duy Mạnh. Đối với em thì khi ngay từ khi em đi bóng đá thì đã được mẹ trang bị cho rất nhiều thứ. Mẹ luôn luôn khuyên ngăn, khuyên bảo là con phải ngoan ngoãn nghe lời các thầy chỉ dạy, và con luôn phải làm những việc tốt và chơi cùng những bạn tốt, không được theo những bạn xấu hoặc là theo những cái cám dỗ và cạm bẫy của xã hội. Thì đó là điều mà em luôn ghi nhớ từ khi em còn là cậu bé đến tận bây giờ. Bố thì cũng sẽ ít nói hơn, còn mẹ thì bảo là mẹ tự hào khi con đã thi đấu và trưởng thành. Nhìn thấy mẹ vui thì em cũng cảm thấy là con cũng đã cố gắng hết mình để lấy đánh đổi lại cái sự hy sinh nhiều năm qua để có thể mang lại chính niềm vui là dành cho bố mẹ. Đó là cái thước đo mà bố mẹ mong muốn nhất, và bố mẹ muốn con cái của mình trưởng thành và thành công nhất. Thì đối với cá nhân em thì điều mà em mong muốn nhất là mang lại niềm vui cho bố mẹ. Vì bố mẹ đã phải hy sinh cho anh em trong nhà rất là nhiều, đã phải vất vả nuôi ba anh em ăn học trưởng thành như ngày hôm nay. Thì điều đến bây giờ bọn em trưởng thành như ngày hôm nay thì mong muốn của em cũng như là anh chị hay là tất cả giống như tất cả các bạn khác, đó là mang lại niềm vui cho chính những bậc đấng sinh thành của mình. Đó là điều mà em mong muốn nhất. Như vậy là chúng ta đã nhìn thấy những tấm ảnh ở đây rồi. Chúng ta thấy là anh chị là có một trai một gái, sau đấy mới có Duy Mạnh. Đấy. Thì như vậy là Duy Mạnh có phải bị lỡ không ạ? Không, thực sự là đúng là đẻ một trai một gái, kinh tế lúc ấy trong gia đình thực sự là cực kỳ khó khăn. Tại vì thời xưa mà đi bố mà đi làm thợ với mẹ đi chợ thì chả được bao nhiêu tiền, sau 6 năm sau là chị lỡ, tôi lỡ kế hoạch. Lỡ kế hoạch và chúng ta đã có một cầu thủ rất tuyệt vời, đúng không ạ? Chứ nếu mà đúng theo kế hoạch là ngày hôm nay đâu, chúng ta đâu có chương trình này đâu. Và chúng ta cũng sẽ không có lỡ một cầu thủ Duy Mạnh như ngày hôm nay. Nói về cái sự lỡ đấy, bây giờ chị cảm thấy có may mắn. Đến ngày hôm nay là thực sự là quá may mắn. Lúc mà có em Mạnh này rồi mà có mang, có bầu rồi mà gia đình còn có ý chí đi bỏ em. Sau hôm ấy là đông quá, thế là về, thế là sau có em Mạnh này xong về gia đình, mình nghĩ là thực sự là quá may mắn. Rất may, đúng không ạ? Với rất nhiều người thì họ thù ghét cái sự lỡ kế hoạch. Và với một số người thì đến mà nhìn thấy bệnh viện đông là họ rất là cáu giận. Nhưng mà chúng ta cảm ơn nhiều. Nếu không có tất cả những điều như vừa rồi thì chúng ta sẽ không có Duy Mạnh ngày hôm nay. Và Duy Mạnh hẳn sẽ phải thấy là mình rất chỉ là may mắn, đúng không ạ? Và bây giờ thì các anh chị của Duy Mạnh công việc như thế nào? Bây giờ các anh chị của Duy Mạnh nhà tôi thì anh lớn thì làm ở anh nó mở công ty điện lực Hà Nội. Bây giờ em nó ở bên Hà Nội, nó có tầm 50 công nhân làm cho em. Còn chị gái thì mở trường tư thục, trường mầm non, có gần 100 học sinh ở chỗ Mễ Trì, Hà Nội. Em nó có 6 lớp mầm non. Đấy. Như vậy là chúng ta đã thấy là gia đình của Duy Mạnh, mặc dù là lúc mà có mang Duy Mạnh thì gia đình cũng gặp rất là nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi.
anh lớn thì đã có công ty riêng, chị cũng đã có trường riêng, và đặc biệt là cái chàng trai có một nụ cười ám ảnh này, đang có một sự nghiệp đang rất là thăng hoa, và điều cực kỳ quan trọng là đang ngày càng đóng góp được nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam. Bây giờ chúng ta lên trên căn phòng của Duy Mạnh. Đây là căn phòng mà Duy Mạnh nói rằng căn phòng mà Duy Mạnh muốn về nhất, và là căn phòng mà chắc chắn là để lại cho Mạnh rất nhiều kỷ niệm. Em thi đấu ở rất xa nên em không thể tự trang trí được, nên bố em đã dành hết thời gian để trang trí cho em một căn phòng đó, từ những cái băng đội trưởng, từ những cái áo đấu hay từ những cái quạt. Còn khi em còn là một cậu bé mà đi theo học bóng đá ở nhà Thiêu Gia Lâm thì đó là những cái, có lẽ là những cái kỷ niệm, cái kỷ vật mà thực sự là kể cả sau này em có nhiều tuổi nữa thì quay về đó vẫn nhìn thấy những ký ức có những băng đội trưởng. Đến thời điểm hiện tại là tính bằng năm là cũng được một chục năm rồi. Đó là những cái điều mà bố em đã dành rất nhiều thời gian để trang trí một căn phòng nhỏ tại nhà em. Thực ra khi mà chúng tôi đưa quý vị lên căn phòng của Duy Mạnh, chúng tôi rất là muốn kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện liên quan đến người con Duy Mạnh trong gia đình. Luôn luôn là có một cái tình cảm rất lớn cho bố mẹ. Thì thực sự là tôi muốn kể về Duy Mạnh thì thực sự là cháu Mạnh là từ bé đến lớn đến giờ là một người con, đúng là con có con trai nhưng mà nó tình cảm hơn nhiều cô con gái. Thì bất kể từ lúc đi chưa có được dùng điện thoại thì toàn cứ mượn huấn luyện viên là bác cho con gọi điện cho con xin một cú điện thoại, con gọi điện về cho mẹ con hỏi thăm mẹ con. Mà đến lúc lớn mà được dùng điện thoại rồi thì lúc mẹ đi bán hoa quả cứ đêm thì toàn đi lấy hàng muộn đêm. Cứ kể cả 1-2 giờ đêm là bảo mẹ hôm nay mẹ có đi lấy hàng không. Mà mưa hôm nay là mẹ ở nhà, mẹ nếu mà mẹ mà nuôi bọn con vất vả quá thì mẹ làm đến đâu làm thôi, đến lớn là bọn con sẽ phụ dưỡng bố mẹ. Mẹ không phải cố, kiểu như tuổi thì có rồi mẹ không phải cố. Lúc nào là cũng động viên mẹ là mẹ làm ít thôi, đến lúc ốm là con với các anh chị là không có ở nhà, bây giờ không chăm sóc được bố mẹ thì bố mẹ cứ phải bảo toàn sức khỏe. Lúc nào em Mạnh nó động viên bố mẹ là như thế. Từ bé đến lớn là thực sự là tình cảm nhất nhà. Đối với em thì tiền nong vật chất là có thể là thời gian sẽ mang lại cho mình, nhưng mà điều mà em muốn dành cho bố mẹ nhất đó là tình cảm, sự quan tâm hàng ngày. Đơn giản chỉ là những lúc gặp bố mẹ hỏi thăm, hỏi han sức khỏe và muốn chăm sóc bố mẹ. Lúc nào về gọi điện bố mi mẹ như nào thăm hỏi, không phải là bố mẹ mà trong gia đình kể cả như ông bà nội ngoại. Cứ đi thì chứ về là cứ ông bà ngoại trong mất rồi mới lại bà nội mất. Đi thì chứ về là cứ mua thắp hương nhà trong nhà ngoài lại nhà mình ở, xong kể cả đến bây giờ thì nó thành thói quen rồi. Kiểu đi đâu là về là mua các thứ thắp hương hỏi thăm ông bà cô dì chú bác nhà mình là toàn thể gia đình cứ khỏe là con sướng rồi, con đi xa thì mẹ cứ bố mẹ cứ giữ gìn sức khỏe là con yên tâm. Nhà tôi có ba anh em nhưng mà anh trên chị trên không khỏe là như Mạnh được, về các cái ý thức về cái công việc gì nó cũng lo, ví dụ nó đang thi đấu bố mẹ nó làm sao thì nó biết được thì nó thi đấu nó sợ nó ảnh hưởng đến công việc thi đấu rồi. Lúc xong công việc xong thi đấu thì gọi điện về hỏi thăm bố mẹ trận nào cũng thế, tối là gọi điện kiểu như trưa là tắt máy mới tối là hỏi thăm mẹ như nào, mới lại kể cả mẹ đi bán hàng mới lại nó quen rồi, thói quen từ bé luôn như thế. Là một người mẹ lúc khi ốm đau nghĩ đến lời con nó động viên từ bên nước ngoài, mẹ thật sự là tôi cảm thấy không cái gì nhanh khỏi bằng cái động viên của con, kể cả anh trên chị dưới ở nhà nhưng mà không bao giờ nói được những lời như em nói. Mạnh cụ thể là Mạnh nói với chị thế nào mà lại chị cho chị lại cảm giác nó như là một liều tiên dược như thế. Chẳng hạn như là năm ngoái đi xem mà Mạnh là bóng cho không may thì là đông thì là đi về các cháu nó lại lên trên Facebook vào trang của em là mẹ em đang làm như này thì thực sự là giấu bảo gì đã bảo là giấu em thì đừng bao giờ để cho em nó tập trung vào tư tưởng, nó tập trung vào chuyên môn đá bóng vào thì trong lúc mà tập luyện thì không làm gì đâu, nhưng mà đêm khuya nhắn tin là mẹ cái gì là mẹ cứ tin tưởng vào con, thì mẹ vì con mà mẹ phải cố ăn chẳng hạn, cố uống thì mẹ để cho con còn tập luyện, thì tất cả là con tất cả bao giờ con hướng về bố mẹ, mà bố mẹ còn làm sao là con không bao giờ không thi đấu nữa. Thực sự là một người bố mà mẹ cảm tưởng
bệnh chưa khỏi nhưng mà cảm thấy tư tưởng của mình là phấn chấn, là sướng quá. Tại vì có một người con thì mình trêu em thì chị bảo đấy, anh thì chị không biết nhưng mà chưa bao giờ nói được những lời như mà em nó nói. Thì anh trên cũng bảo là mẹ hợp em, nhưng mà thực sự là nó ít tuổi nhưng mà nó nói những câu cũng là kể cả như là có lúc mình chưa nghĩ được như thế, kể cả bố mẹ mình như thế mình chưa thể nhận biết được như thế. Nhiều lúc là em mà đi xa là có những cái câu nói em cũng là cảm động rơi nước mắt. Tức là chúng ta có điện thoại, chúng ta có thể gọi bất cứ thời điểm nào, nhưng trong tim của chúng ta phải luôn luôn nghĩ đến thì chúng ta mới hành động được. Về mặt ngôn ngữ, chúng ta có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt giống như bất cứ một người nào khác, nhưng không phải ai cũng thể nói ra được những cái lời mà Duy Mạnh đã tâm sự với bố mẹ. Có cái câu gì mà Mạnh chưa bao giờ nói với bố mẹ, Mạnh có thể nhìn vào ống kính và Mạnh có thể chia sẻ với bố mẹ những cái điều mà em bình thường em không bao giờ em dám nói? Thực ra để chưa bao giờ nói thì câu gì em cũng nói rồi, con yêu mẹ rồi, con yêu bố, thì thực sự là em cũng đã dám nói. Hay là có những ngày, ngày của mẹ hay là ngày của cha, về bố thì em cũng, em và bố thì cũng không chia sẻ nhiều vì em thấy thường thì con trai hay hợp với mẹ hơn. Nhưng tuy nhiên những câu nói mà em dành cho bố hay là bố dành cho em thì đều thực sự rất là trân trọng. Bố nhiều giải đấu trôi qua, bố chỉ nói với em là con hãy cẩn thận chân cẳng, và thi đấu thì nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi thật tốt. Có thể những câu nói rất đơn giản nhưng em rất là thầm nhuyễn những câu nói của bố dành cho em. Còn về câu nói thì những cái từ ngữ mà con cái mong muốn dành cho bố mẹ nhất là con luôn yêu bố mẹ và thương yêu bố mẹ, thì em cũng đã trực tiếp nói rồi. Phải nói thật với quý vị và các bạn là như này này, anh em cầu thủ ấy thì thường là tình cảm với mẹ, rất là hay nói chuyện với mẹ. Nhưng mà Mạnh thì là một người rất đặc biệt, tức là lại tỏ tình với cả bố cơ. Bạn nên thể hiện tình cảm như nào? Lúc tình cảm thì ngày xưa Mạnh đã ở sân Gia Lâm, bố đưa con đến trường thì sau đó lúc bố ngồi sân xem con tập đá bóng không thì hai bố con ngồi nhậu, thì bố hỏi con tập xong có mỏi về không, bảo mỏi con cũng thích, mỏi con cũng phấn đấu, con thích người bóng đá Mạnh thì như thế. Nhiều lúc bố mẹ cũng thương con lắm. Không, thì thực ra thì mỗi lúc là bố hay mẹ hỏi là thế bây giờ con đi tập luyện thế là con mỏi thì con có chịu được không? Bây giờ bố mẹ thì con thì cũng bé rồi, nhưng mà nếu mà con ở nhà mình bố mẹ thì không biết bao giờ con khôn. Thì bố mẹ cũng phải cho con ra ngoài con học hỏi, đi một đàng học sàng khôn. Thì mẹ cứ để cho con ra ngoài, bây giờ con bươn chải ra ngoài thì con có va vấp thì con mới đứng dậy được. Còn con ở nhà mình bố mẹ luôn được nương chiều, đâm bố mẹ cứ để con đi. Đấy. Wow, gớm nhỉ. Ra ngoài cứ đi một đàng học sàng khôn. Đêm con thôi bố mẹ cứ để cho con ra ngoài. Ở nhà thì chăn không biết đắp nhưng mà ra ngoài cũng no con, nhưng mà bảo mẹ cứ yên tâm. Con có ra ngoài con thất bại sao con mới thành công được, chứ con bình thường mà tự dưng mà thành công thì không có mẹ. Hay quá. Đấy, bé mà biết nói như thế, nghĩ đưa con đi mà rơi nước mắt thật. Vâng. Cũng nghĩ thương con, đưa con đi nhiều lúc nghĩ về nằm ngủ cũng thương con lắm. Nhưng mà phải nói là Duy Mạnh nó cũng quyết tâm, nó bé như thế mà nó cũng bản lĩnh ra ngoài đời, nó học hỏi nhiều lúc bảo nghĩ sợ, nghĩ lại không làm được công việc, không học được bóng đá lại nghề nghiệp. Nhưng mà nó cũng quyết tâm, không anh cũng thấy, cảm thấy đến giờ phút này anh có quá sướng luôn về tư tưởng và tương lai của con rồi. Đến anh thành đạt, anh thấy quá sướng luôn về quyết tâm của nó. Lúc đi bố mẹ không phải lo, con sẽ làm được. Là một người bố mẹ, ai muốn ngoan cho con ra thì chỉ thành công chứ không ai muốn thất bại. Vâng. Nhưng mà nói đúng ra là về bóng đá thì như là môn thể thao như này là nó kiểu như nó rủi ro. Nên có phải là ai là ra ngoài là thành công không? Chẳng hạn như là một đội bóng như cùng Mạnh đi như thế, bây giờ còn mỗi Quang Hải mới lại Duy Mạnh ông lại. Đấy, thế thì mình bảo là mẹ cũng cho ví dụ như cho con là bây giờ con phải nhìn như này, nhìn nhận như này, cả một đội bóng thì chỉ có 11 cầu thủ được vào sân, mà 11 cầu thủ phải đá kiểu như là phải tư cách là mình giữ được phong độ. Còn nếu mà thất bại các thứ nào cũng nhiều, nó bảo thôi bây giờ cuộc đời mẹ cũng lo cho con như thế, nhưng mà con cũng biết là con đi đến đâu là con biết đến đấy, thì không nói trước được điều gì, thôi mà cứ mẹ cứ để nó đi, thế nào cứ để yên tâm cho cháu nó đi. Thưa quý vị, là có một câu chuyện cực kỳ là quan trọng như này, là khi huấn luyện viên Hữu Thắng là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam,
Ông đã từng tâm sự với tôi rằng là hãy nhìn vào Duy Mạnh đi, đây sẽ là giường cột của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Bởi vì là huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã nhìn thấy cái tố chất ngoài cái chuyên môn của Duy Mạnh của chúng ta ra, thì còn có một cái nữa là cái tinh thần thủ lĩnh. Thực sự là tôi là người mẹ, tôi nhận ra cái như thế. Tại vì từ lúc bé mà cháu nó chưa đi đá bóng, thì kể cả như cháu nó đi học như này này, học mà kể cả từ lớp 1 đến lớp 4 ấy, là cháu lúc nào nó có thủ lĩnh là nó làm đội trưởng. Nó sẽ kiểu như là bản lĩnh của nó là sẽ chỉ huy được. Trong một gia đình mà chơi tất cả các em bạn nhỏ mà đến chơi ở nhà đấy, là nó xếp là em này đứng hàng này, mà công việc nếu mà chơi trò chơi này em này phải trách nhiệm của em như này, anh là phải đứng đây, anh bảo là phải nghe kiểu làm chiến thuật luôn. Đấy, làm chiến thuật đấy. Luôn là bắt đầu từ bé là đã có chiến thuật như thế rồi. Thì đến lúc năm 11 tuổi là đi ra chỗ Gia Lâm là em nó cũng kiểu như là làm đội trưởng, là em nó cũng xếp sắp là kiểu như là tối đến là sáng ra là 9 giờ là thầy giáo giao cho nhiệm vụ là tắt vô tuyến, mình thu điện thoại, ai có điện thoại là thu, là em nó làm được. Đấy, từ bé là em nó đã có thủ lĩnh bản lĩnh là như thế rồi. Mạnh nói thì mọi người sẽ nghe. Nghe. Mạnh nói thầy nghe. Mạnh nói là các thầy rất chi tin tưởng, nhất là thầy Bình. Mà đi đâu mà thí dụ đi công tác mà giao cho Mạnh là chiều nay 2 giờ ra cho đội ra tập, mình mang bóng ra, em nó xếp sắp là người này xách bóng, người kia xách nước. Là đấy, em nó làm được cái việc ấy. Tại vì lúc trước là em Mạnh nó đá đấy, tôi là thường thường là xuống chỗ Gia Lâm là thường dự các cái trận kiểu như cháu nó ra tập ấy, hay xuống đấy, rồi là buổi chiều chỉ đi chợ buổi sáng, chiều là ra xem em nó tập, là cũng xem các cái tiết mục là như là em nó dẫn đoàn ra này, bắt đầu về là phải người thầy phải cầm áo đội hình 2 ấy. Người thì xách nước, người xách bóng đấy. Là phần công là tố chất của em nó làm thủ lĩnh từ lúc ấy. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Bình là huấn luyện viên U17 của Duy Mạnh đã từng nói với tôi rằng là với Duy Mạnh thì tôi có thêm một người trợ lý nữa thi đấu ngay ở trên sân. Tức là Mạnh là người có thể giao nhiệm vụ cho anh em và phân công một cách cực kỳ rõ ràng. Thế hệ đấy thì có rất nhiều những cầu thủ hay. Có Quang Hải là cầu thủ xuất sắc. Có Đình Trọng là một trung vệ rất là cứng ở giải năm đó. Nhưng người đeo băng đội trưởng luôn luôn là Duy Mạnh. Và có một điều nữa nó mới xảy ra ở King's Cup vừa rồi thôi, là tôi lại nhìn Duy Mạnh thêm ở một khía cạnh nữa, là khi cầu thủ của đội Thái Lan cố tình chơi tiểu xảo và để chọc tức Duy Mạnh, nhưng mà Duy Mạnh đã đáp trả bằng một nụ cười rất tươi, có vẻ như là Duy Mạnh đã đọc được cái tâm địa xấu xa của cầu thủ Thái Lan. Và một nụ cười đấy tôi cho rằng nó là một cái bước tiến rất lớn về mặt tư duy, về một thái độ và kể cả cách hành xử ở trên sân. Ở tuổi 23, Duy Mạnh đã làm được tất cả những điều đấy. Ngay từ khi còn rất nhỏ thì em luôn luôn tự nhắc nhở bản thân mình là phải cố gắng thật nhiều và làm thế nào đó để càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn. Vì mỗi con người chúng ta thì ai cũng có điểm mạnh và cũng có những khuyết điểm cần phải cải thiện. Thế nên em luôn luôn tự nhắc nhở mình là phải làm sao đó để có thể trau dồi thật nhiều nữa từ chuyên môn, từ cuộc sống. Có thể là cầu thủ thì có thể là sẽ biết nhiều về bóng đá, nhưng mà về mặt cuộc sống hay là về mặt ví dụ như kinh doanh chẳng hạn thì mình sẽ yếu đuối, thì những cái đấy là những cái thiếu trong cuộc sống mà ông trời không thể nào cho ai tất cả được, mà tất cả chúng ta đều cần phải trau dồi và phải học hỏi lẫn nhau. Đó là điều mà em luôn luôn tâm huyết và em suy nghĩ là có thể là bây giờ mình đang là cầu thủ bóng đá, nhưng sau một thời gian nào đó mình cũng không được chơi bóng như những ngày mình còn khỏe như bây giờ, thì mình cũng phải định hướng cho mình một công việc khác, và mình phải suy nghĩ một nghề khác. Thì đó là những việc mà tất cả các cầu thủ đều phải trau dồi để có thể sau này đây khi kết thúc đời cầu thủ bóng đá thì có thể mình sẽ thành danh ở một vị trí khác, một ngôi vị khác. Thì đó là điều mà em nghĩ là tất cả cầu thủ muốn thành công sau này đều phải hướng đến.